B lô đất thổ cư nằm trên mặt tiền đường nhựa này. Nhựa này cả nhà. Mà giá chỉ có 380 triệu một lô thôi cả nhà. Con đường này là con đường nhựa tỉnh lộ 8C nha, đường thông. Thì con đường nhựa tỉnh lộ 8C như cả nhà biết đó là hiện trạng của nó là 12 mét sau quy hoạch đó, là rộng là 42 mét nha cả nhà, đường thông. Cái hướng này là mình sẽ đi ra được là đường tỉnh lộ 8 tỉnh lộ 8 nè, ngay chỗ Ủy ban xã Thái Bình đó. Thì bây giờ em trực á sẽ bay một số đoạn hình ảnh flycam để cho cả nhà mình sẽ hình dung được là bê lô đất. Và thứ hai nữa là em trực á, gần cuối video em trực sẽ chích quy hoạch về đo những tiện ích cho cả nhà mình tham khảo thêm nếu cả nhà mình không đi tới được thực địa để xem đất nha cả nhà. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Hồng Trực Bất Động Sản Nha Trang. Thì bây giờ em Trực sẽ quay camera lại review chi tiết về lô đất cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. À đây anh chị. Lô thứ nhất là 271 m, lô thứ hai là 261 m, lô thứ ba là 279 m. Thì mỗi lô đều có là 40 m, 41 m đất và giao thông nha cả nhà. Thì còn lại đâu đó là lô 279 thì còn là 235 m. Thì mỗi lô có 80 m thổ cư. Hướng đất là hướng tây bắc. Chiều ngang là 5,2 m, chiều dài là 50 m, ở phía sau thì bằng nhau. Đất hiện trạng là khá là bằng phẳng như cái thời mình thấy này, và giá bán là 380 triệu một lô đồng giá. Khu vực dân cư ở đây khá là đông đúc, ở đây thì điện đường trường trạm thì gần đây nha cả nhà. Đi theo cái hướng này thì chúng ta sẽ đi tới được là đường là ủy ban của xã Khánh Hiệp, thì cách đó là 3,3 cây số. Thì lô đất mình có vị trí tại là thôn Hồng Lây, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang của mình đó là 3,4 cây số, cách về thị xã Ninh Hòa là 16 cây số nha cả nhà. Và đi về thị trấn và đi về Diên Khánh đó, chỗ xã Dương Xuân đó, ngay ủy ban xã Sơn luôn là 11 cây số. Trong tầm tiền này thì mình mua, mình tặng cho con nè, mình để dành nè, hoặc là mình đầu tư, tại vì với giá chỉ vài trăm triệu thôi, nó phù hợp cho tất cả chúng ta có thể mua và đầu tư được ở thời điểm này. Ở đây thì con mương là mương dân sinh này cả nhà. Thì ở Khánh Vĩnh đó, thì mỗi khi trời mưa thì phải có cái mương này để thoát nước, không ảnh hưởng gì đến lối đất của mình. Nếu mà tính thẩm mỹ thì nó hơi không được đẹp cho lắm. Với lại là nếu anh chị mua nên mua một cặp, tại vì đó mình chỉ ngang 5,2 m thôi, mua một cặp là 10 m sẽ đẹp hơn, phù hợp để ở này, để kinh doanh này, và mình buôn bán lại nó cũng dễ hơn. Thì tính ra lô đất của mình chia ra mét vuông là 1,61 triệu một mét vuông thôi, giá cũng rất là rẻ cả nhà. Nằm trong khu dân cư này, được tách ra từ đất dân các bán nè, mọi yếu tố đều đủ cho chúng ta để chúng ta đầu tư. Khu vực dân cư ở đây hiện tại là em trực quay khoảng chừng là 11 giờ 15 rồi, dân cư vẫn là yên tĩnh. Ở đây thì vẫn có là người Kinh và người đồng bào nha cả nhà. Không khí Khánh Vĩnh thì không phải nói rồi, vẫn là nó mát so với những khu vực các huyện khác. Thì hiện tại là ba lô đất của mình này đang bán là được tách ra từ đất cho các bán, nên là ra bảng chích lục. Là nếu anh chị nè muốn mua một lô á, thì có thể đặt cọc trước để mình giữ chân, sau khi mà ra bảng chích lục á, cái số một á, thì chúng ta đi phòng công chứng đưa khoảng chừng là bao nhiêu số tiền đó, với lại khoảng chừng là từ 3 đến 50 triệu. Để khi mà có sổ đỏ thì mình sẽ đưa hết số tiền còn lại cho chủ đất. Bây giờ em trực á sẽ kiểm tra quy hoạch bằng cách là em trực sẽ lấy cái tọa độ ngay tại vị trí lô đất nha cả nhà. Nè, cái màu xanh chính là cái vị trí của lô đất này. Đây, ra cái tọa độ này cả nhà.
mình vào cái app quy hoạch Khánh Hòa này. À, cái app này thì dùng để mang tính chất tham khảo thôi cả nhà. Vào sẽ Khánh Hiệp đây, kiểm tra sổ này, tọa độ, mình bỏ tọa độ nãy mình copy vào kiểm tra nè. Phần em phân tròn đó, chính là vị trí của lô đất nha cả nhà. Đây thì cái màu hồng chính là màu đất ONT, đất thổ cư. Màu kem chính là đường tỉnh lộ 8. Và như vậy là lô đất mình đó là không bị ảnh hưởng hết vậy cả nhà. Em trực tờ quay chuyển sang chế độ vệ tinh này, đó kéo xuống nè. Đây thì cả nhà mình sẽ hình dung được lô đất mình là lô đất thổ cư. Bây giờ em trực sẽ đo ra đường tỉnh lộ 8 này, bấm vào. À, là chỉ có 500 mét thôi cả nhà. Hồi nãy em trực đã đo bị nhầm. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung Còn bây quanh giờ cũng như em bay trực sẽ bài, đo bây giờ em về sẽ giới thiệu quý cô chú anh chị cái đó hình ủy dung ban cái Xã Khánh hình Hiệp ảnh nè, mặt bay lô đất ngày hôm nay em tâm muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị rồi đúng không ạ? Chỉ 1,6 triệu là căn 2,1 cây căn nhà cho số. một cái vuông, đồng giá 380 triệu. Ba lô liền kề Còn luôn, bây đó giờ cho quý chúng cô chú anh chị ta dễ sẽ đầu đo tư về để làm nhà vườn cũng rất là hợp lý. Đó cô chú anh chị nào có quan tâm đến ba lô đất này thì hãy chỗ nhanh tay chợ Khánh gọi Bình em này, với số điện ngay thoại chỗ đó là ủy ban, 0279 0379 trung tâm để của xã tâm Khánh phối Bình hợp luôn chị á. đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị. Các anh chị Bấm hãy tâm vào đến sở là nhà. 4,1 cây À, cảm số. ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm Bây vui, giờ em trực luôn sẽ nhiều đo sức về thị khỏe xã và Đến sự Hòa nghiệp này, thành công cho nhà ngay vườn cái quốc ngã hồng. Xin tư chúc quý anh chị DT5 luôn nhiều và sức đường khỏe tỉnh lộ thành 8 công. này. Là 16 cây số nha cả nhà. Còn mình đo về tới xã Duy Xuân ơi. Xã Duy Xuân là thuộc huyện Dương Khánh. Bấm vào mình chỗ ủy ban luôn Chỉ là 11 cây số. 380 triệu là anh chị đã sở hữu được Ừ. một lô đất thổ cư rộng Còn bây giờ 290 m2 em trực sẽ nằm đo ngay về giữa thành trung phố tâm Nha thành phố Trang, Nha Trang, hiện tại là đường Nguyễn Hữu Thiệp, thì em tới cái địa đang ở phận trung tâm của thành phố thành phố Nha Nha Trang Trang để đi. thích hợp để ở, thích hợp để đầu tư. Chỗ này là 34 cây số, Chỉ còn nếu đi về 380 trung triệu tâm thì hiện thêm 6 tại cây là số đường nữa Nguyễn là Hữu tầm là Thiệp 40 cây đang số ở cả trung nhà. tâm thành phố Nha Trang. À, thì nãy giờ em Trực cũng để review xong bê lô đất cho cả nhà mình tham khảo. Thì nếu cả nhà mình có nhu cầu đi xem bê lô này thì liên hệ em Trực, số điện thoại em là 0843214679. Em Trực sẽ gửi toàn bộ hình ảnh thông tin chi tiết về lô đất cho cả nhà mình tham khảo nha. Và tới đây em Trực cũng xin cả nhà một like, một bình luận để kênh em Trực ngày càng phát triển tốt hơn, để em Trực có động lực đi quay video mỗi ngày. Hẹn bà cả nhà ở một video tiếp theo. Thank you.